Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn hai cái máy bán chạy nhất hiện nay, bao gồm một cái chảo xào nhân công nghiệp với dung tích là 100 lít và một cái nồi nấu ga nhiệt, nồi nấu cánh quấy cũng với dung tích là 100 lít. Để hai cái máy có thể sử dụng điện một pha gia đình. Cái chảo xào nhân thì sẽ thiên về xên xào nhiều hơn. Đây là một cái chảo xào nhân xên nhân đa năng cao cấp, các bạn có thể xên xào đa dạng các nguyên liệu hoặc là các bạn có thể nấu các cái nguyên liệu nóng như là nấu các loại nước sốt. Máy này thì sẽ lấy nguyên liệu bằng cách là cái nghiêng cái chảo là 90 độ bằng tay quay. Còn ở bên tay phải màn hình các bạn là một cái nồi nấu đặc biệt. Cái nồi này thì sẽ thiên về nấu nhiều hơn là xên xào. Cái nồi này thì các bạn cũng có thể nấu đa dạng các nguyên liệu. Cánh quấy thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế cánh quấy sẽ có tiếp lông, vét giáp thành và đáy. Và cũng sẽ lấy nghiêng đổ bằng van xả đáy hoặc là sẽ bằng cái tay quay nghiêng đổ. Ở nồi nấu ra nhiệt nồi nấu cánh quấy thì sẽ có một thêm một cái chức năng lấy nguyên liệu nóng bằng cái van xả đáy nữa. Còn cái chảo xào nhân thì các bạn lấy tất cả các nguyên liệu nóng sệt hoặc là các loại nước sốt thì các bạn sẽ nghiêng chảo 90 độ để lấy. Còn đối với cái nồi nấu ra nhiệt thì các bạn sẽ lấy nguyên liệu nóng bằng van xả đáy và cái nguyên liệu đặc sệt thì các bạn sẽ nghiêng cái chảo, nghiêng cái nồi nấu cánh quấy này 90 độ để lấy nguyên liệu ra. Tùy theo cái nguyên liệu mà các bạn xin ra thì các bạn có thể là chọn chảo xào nhân hoặc là chọn nồi nấu cánh quấy. Nếu như các bạn xiên nhiều hơn thì các bạn nên chọn chảo xào nhân, còn nếu như các bạn nấu nhiều hơn thì các bạn nên chọn nồi nấu ạ. Đây là hai cái máy cao cấp sẽ được cấu tạo tổng cộng 5 lớp với 3 lớp inox 304 và một lớp môi trường nhiệt và một lớp bông thủy tinh cách nhiệt. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái nồi nấu cánh quấy hoặc là các cái loại máy xào nhân xiên nhân, chảo xào nhân xiên nhân thì các bạn cứ liên hệ với Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312438 hoặc là số 0904 646238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ngoài chảo xào nhân, nồi nấu bánh quấy ra thì chúng tôi nhận gia công tất cả các loại máy móc khác được gia công sản xuất từ inox, ví dụ như là ở bên trong thì các bạn thấy là sẽ có cái một cái nồi nấu, một cái nồi chiên tóp mỡ được gia công đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng. Nồi này với dung tích là 500 lít ạ. Đây là một cái trộn nằm ngang máy đường thì chúng tôi cũng đang gia công sản xuất đây. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì các bạn cứ liên hệ với lại chúng tôi để nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng sản xuất ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.